có những hương vị món ăn quê nhà lúc nào cũng khiến người ta vấn vương nhiều nhất, cho dù đó chỉ là những thứ bình dân hết cỡ, rất rẻ tiền, thường góp mặt trong ký ức về những bữa cơm nghèo của ngày xưa lơ xưa lắc, cùng hoài niệm về thời gian khó, thiếu ăn, thiếu mặc. Có cao sang gì đâu mấy bữa đi mần về, bữa cơm nhà vội vã dọn lên, chỉ có vài thứ rau cùng mấy con mắm sống xé ra. Vậy thôi mà cũng no căng cái bụng dạ dễ chịu của nhà nông. Hay chỉ cần trái dừa xin chặt ra lấy nước, nêm dằn thêm xíu muối nữa là có liền tô canh thanh mát, giúp trôi cơm và giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Rồi có bữa chiều quê như bao buổi chiều khác, nắng khuất sau bụi tre già, cơm nhà thời gian khó dọn ra chỉ có chén chao mặn mòi cùng dĩa rau luộc đơn giản.